Tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được. Tuy nhiên, tử vi học có nói, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một thời điểm nhất định trong cuộc sống. Quan trọng, chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu mà mình đã đặt ra, lạc quan, trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Tử vi tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu có chỉ ra rằng tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 vào tháng này sẽ gặp khá nhiều may mắn trên mọi phương diện. Để được biết vận trình cụ thể của người tuổi Canh Ngọ có những cơ hội, khó khăn và các phương án hóa giải thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video dưới đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Quan tháng 3 âm lịch năm 2021. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Canh Ngọ trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 3, tức ngày 22 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 3, tức ngày 4 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Canh Ngọ trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 3, tức ngày 17 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 3, tức ngày 29 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 3, tức ngày 11 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khu bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi của tuổi Canh Ngọ 1990 trong tháng 3 âm lịch. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Canh Ngọ nói riêng
là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Canh Ngọ 1990 mệnh lộ bàng thổ, có tấm lòng lương thiện, hay giúp đỡ người khác. Họ sống ngay thẳng, chân thật, cũng thường giúp đỡ mọi người nên được bạn bè quý mến. Tuy nhiên, họ có một nhược điểm chí mạng, đó là ăn nói không khéo léo, sẽ làm phần lòng người khác lúc nào mà không hề hay biết. Họ hợp với người cùng lứa hơn là những người lớn tuổi. Người tuổi Canh Ngọ không phải là người khéo léo, không thích hợp với các hoạt động đầu tư, nên an phận để con đường tài lộc được bình ổn. Tất cả những kế hoạch đã lên, họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Điều đó khiến cho cấp trên rất ưng ý. Xem vận mệnh của người tuổi Canh Ngọ thì cơ hội thăng tiến của họ vô cùng rộng mở. Do tính cách người tuổi Canh Ngọ không dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, dù là bị phê bình nhưng họ cũng không vì thế mà suy sụp tinh thần. Khi những người khác bận rộn với đủ nỗi lo thì họ vẫn giữ được vẻ thong dong, tưởng chừng như chẳng có gì khiến họ quan tâm. Kỳ thực, họ là người biết mình muốn gì, họ chỉ quan tâm đến việc đạt được mục đích, còn những việc khác hoàn toàn không phải là thứ họ bận tâm. Nhâm Dương Thủy gặp Ngọ Dương Hỏa là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Canh Ngọ cần chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, bản mệnh nên bình tĩnh, đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Bước sang tháng 3 âm lịch, sự nghiệp tuổi Canh Ngọ vẫn chưa khởi sắc hơn so với tháng trước. Đường tài lộc cũng hiu hắt. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Canh Ngọ sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành triển khai. Ngoài ra, thời điểm tháng 3, tuổi Canh Ngọ sẽ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Bản mệnh đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Tình cảm lứa đôi cũng vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Bản mệnh sẽ bốc đồng, sốc nổi vì chuyện nhỏ mà làm cho đối phương chịu tổn thương, khiến cho mối quan hệ giữa hai người thăng trầm bất định. Để mọi phương diện diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn, những gia chủ tuổi Canh Ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Canh Ngọ. Bước sang tháng 3 âm lịch, công việc của tuổi Canh Ngọ bắt đầu sa sút. Bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Tình hình trước mắt biến động liên tục, khiến cho bản mệnh trở tay không kịp. Có nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết thì đã phát sinh nghiêm trọng hơn, gây ra sự cố bất ngờ. Bản mệnh còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cặp bẫy khắp nơi nơi khiến cho những người tuổi Canh Ngọ đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi. Hơn nữa, công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực bi quan sẽ khiến cho tuổi Canh Ngọ sẽ đánh mất đi quyết tâm của mình. Có thể một bước vấp ngã là chẳng thể đứng dậy được. Cần tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Sự tính toán, nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Tuổi Canh Ngọ nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống mới dễ thở, mới đón được thêm nhiều điều may mắn. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Canh Ngọ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Canh Ngọ. Trong tháng 3 âm lịch này, tuổi Canh Ngọ sẽ gặp những khó khăn trong chuyện kiếm tiền. Tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng, bày mưu, tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao.
nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Xét về tài vận, tháng 3 âm lịch này, tuổi Canh Ngọ khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh, chưa tìm được điểm đột phá. Bản mệnh có khi đang trên đà tiến bước, sắp được nhận thành quả do công sức mình bỏ ra mà lại bị nẫm tay trên. Nhưng các mối quan hệ xã giao ở thời điểm này hiện tại không được tốt, chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chứ chẳng thể kêu ai. Ngoài ra tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi, thường phải giành giật, bon chen vất vả mới thu được tiền về tay. Vì thế bản mệnh nên học cách tiết kiệm, chớ chi tiêu hoang phí quá mức. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Canh Ngọ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và xà đạo. Trong tháng này, tuổi Canh Ngọ cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Hơn nữa, do tuổi Canh Ngọ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu, sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên bản mệnh phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Bản mệnh mải mê với chuyện công danh, sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên mất mọi chuyện xung quanh. Thời điểm này, tuổi Canh Ngọ có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống. Những gia chủ Canh Ngọ mang bên mình vật phẩm phong thủy tam sắc khai vận dần, ngọ, tuất để kích con đường công danh, tài lộc, thêm phần nở rộ, thành công. Đây cũng là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, kỵ tà, hóa sát, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sức khỏe của tuổi Canh Ngọ. Tử vi năm Tân Sửu cho rằng, tháng 3 âm lịch có thể một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Canh Ngọ không cẩn thận. Đây là thời điểm điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bản mệnh cũng không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Ngoài ra, để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bản mệnh cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Bản mệnh cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái và sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất của kênh phong thủy Sa Cát có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại bình an, may mắn cho các gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Sa Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Canh Ngọ trong tháng 3 năm 2021 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh phong thủy Sa Cát. Anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến, đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Còn bây giờ, để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tranh cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Canh Ngọ trong tháng 3 âm lịch, anh chị hãy nhanh chóng để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.